Chào mừng bạn đã đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì bấm like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào. Xin chào các bạn, mình là Mr. Zero đây. Trước khi vào clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký để ủng hộ mình nhé. Đồng thời có góp ý hay muốn kênh làm gì, nội dung thú vị nào, hãy comment để Mr. Zero biết nhé. Còn bây giờ hãy vào clip thôi. Song song với việc chứng kiến những siêu phẩm bàn thắng mãn nhãn, người hâm mộ bóng đá còn có cho riêng mình một thứ bánh cuốn không kém. Đó chính là những pha cứu thua không tưởng đến từ thủ môn. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại các tình huống giải nguy có 1-0-2 đó của cả thủ môn lẫn các cầu thủ phòng ngự nói chung, để thêm một lần phấn khích và phê tới nóc nhé. Let's go! Cú sút xa đã bất ngờ rồi, nhưng mà pha băng về nhanh như điện để cứu thua trong gang tấc của chàng thủ môn kia, nó mới gọi là điểm nhấn siêu hạng. Không chỉ nổi tiếng với những pha sút phạt thương hiệu độc quyền, thủ thành Rogerio Ceni vẫn luôn làm tốt vai trò chính của một người trấn giữ khung thành, đó là có những pha cứu thua làm nức lòng người hâm mộ. Chẳng phải tự nhiên mà Gianluigi Buffon được biết đến với biệt danh người nhện. Đỡ một quả 11m mà dùng được cả tay lẫn chân như thế này, có mấy ông gác đền nào làm được? Ta nói cản phá là phải lăn xả rồi liên tục cứu nguy trong gang tấc như thế này nó mới đã đời chứ. Quả cản phá này xứng đáng nhận điểm cống hiến tuyệt đối nha. Đổi gió một chút, lần này chúng ta hãy cùng chứng kiến màn giải cứu đội bóng ngay trên vạch vôi, nhưng mà không phải đến từ vị trí thủ môn. Ông cứ lốp bóng cho nó nghệ đi nha, phần còn lại để tôi lo. Còn yên tâm là không có bàn thắng đâu ha, nói trước cho đỡ cục hứng nha. Chơi bài đá nối à, thì cũng nguy hiểm đấy, nhưng mà làm ơn cho nó khó hơn nữa được không? Vì chứ chăm ba cái chiêu trò đấy, anh đây vẫn lo được. Ngã bàn đèn để phá bóng mà lại còn là thủ môn mới ghê chứ, thật là xuất sắc quá đi. Messi với chúng tôi này, đánh quả đầu cũng kinh khủng đấy, nhưng mà người chiến thắng trong tình huống đó không phải là em Pulga rồi, hơi đáng tiếc chút nha. Đã đen là đen cả cụm vậy đó. Anh bạn chí cốt của Lionel Messi, Sergio Aguero cũng không né được vận xui đeo bám khi pha đánh đầu xuất sắc của cựu sao Man City vẫn không qua được đôi tay thần thánh của thủ môn đối địch. Nghĩ dứt điểm cẩn thận như vậy là đã ngon, là đã có bàn thắng rồi à. Ôi bạn ơi, bình tĩnh bạn ơi, tôi vẫn còn đứng trước khung thành mà, vội vàng gì thế bro? Quả chọc khe trông mượt mà thế nhỉ, nhưng mà điểm nhấn lại nằm ở pha phá bóng của anh chàng mang áo số 6 nè. Dù hơi cồng kềnh khi phải mất tới 2 nhịp, nhưng mà không sao, anh vẫn là người hùng ok. Pha sút xa kinh đấy, nhưng mà màn bay người cứu thua của ông thủ môn kia vẫn cứ gọi là mãn hơi nhãn nha. Từ từ nha, cản phá thế thì xuất sắc rồi, nhưng mà sao trông nó lạ thế nhỉ? Khá chắc là ông thần ấy có thể làm một thứ nhẹ nhàng và bớt màu mè hơn. Ảo thật đấy. Cái cảnh giới phi cả thân ra đỡ bóng này nó thượng thừa quá, chắc sẽ là độc nhất vô nhị trong thế giới túc cầu rồi còn gì nữa, ai mà tái hiện lại cho được. Ô kìa anh, bay người như thật nhưng mà vẫn dùng chân cản phá à, sao ván cái đầu thế nhỉ, thật sự là ảo giác. Đã con mắt không anh em? Thế mới nói có khi xem thủ môn nhà người ta cứu thua một bàn thua đẳng cấp nó còn sướng hơn là xem một siêu phẩm bàn thắng ấy chứ. Hết mình vì bóng đá, vì danh dự của câu lạc bộ. Cơ mà xem lại pha phá bóng mà làm tổn thương cậu em nghiêm trọng này, cảm giác trong ta cứ thấy thốn thốn thế nào không? Đau đấy. Ờ ha, định tung hỏa mù truyền cho bên kia chứ gì.
Xin lỗi tình yêu luôn, đầy khép góc hết rồi nha. Tính chơi IQ với ai vậy chú? Ba pha cứu thua liên tiếp trong vòng 3 giây, thật sự là được luôn ấy hả? Wow, trường hợp này xứng đáng nhận cả bằng khen nha. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Đã hay là còn may, thế thì ai chơi lại bạn bây giờ? Vô tình đỡ được bóng bằng lưng, sau đó lại dùng cả tay lẫn chân để mà từ chối hết cơ hội ghi bàn từ đối thủ. Giờ sao, có bầu anh làm cầu thủ xuất sắc nhất trận luôn không đây? Đúng là chỉ chạm những đầu ngón tay vào bóng thôi các bác ạ. À. Nhưng như vậy là quá đủ để tạo ra một pha cứu thua mãn nhãn rồi. Ghi danh liền cho anh. Cái gì vậy trời? Ủa, tôi có nhìn lộn không? Mặc áo không phải thủ môn mà bay người cản phá bằng tay như xị nhà. Ok, được đấy anh Zai. Ghi nhận sự phá cách này. 100 điểm cống hiến. Xúc gì mạnh dữ vậy, từ từ thôi chứ. Khiếp, đóng gạch mà người ta đỡ còn bị bật cả ra một bên nữa. May mà tôi đỉnh đấy nhé, a hi hi đồ ngốc. Phải đối đầu với Manuel Neuer, luôn là bài toán khiến cho hàng tấn công bên kia đau đầu. Đây, cứ cản phá như thế này thì hỏi sao lại mất khách nha Neuer, thế mà cũng đỡ được luôn. Đoán xem ai phản xạ nhanh hơn nào. Đúng vậy, đây là video tôn vinh thủ môn mà người anh em. Ngồi lại với nhau một chút để mình cùng hòa giải nha. Đừng gấp gáp tìm bàn thắng làm gì. Phối hợp là chuẩn như trong sách giáo khoa rồi. Thế mà dính phải cha thủ môn hôm ấy lên đồng quá, cho nên chẳng thể ăn mừng được bàn thắng các bác ạ. À. Hơi cay nha. Cũng chẳng biết có thể tôn thanh niên này lên làm người hùng không nữa. Chắc là phải đợi kết quả của tình huống sút penalty xong mới kết luận được. Chứ bay người cản phá như một thủ môn chuyên nghiệp vậy. Một tấm thẻ đỏ cho đi tắm sớm là chắc chắn luôn. Vừa rồi là những pha cản phá không tưởng của các thủ môn, cũng như là ngôi sao phòng ngự trong thế giới bóng đá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.